thẩm mỹ viện Việt Đức, đẹp thách thức thời gian. Nâng niu và trân trọng nét đẹp tự nhiên thuần khiết, thấu hiểu những khát khao hoàn thiện nhan sắc và lưu giữ tuổi thanh xuân. Trong suốt quãng thời gian qua, thẩm mỹ viện Việt Đức đã không ngừng nỗ lực để làm tròn vẹn sứ mệnh đánh thức vẻ đẹp tiềm ẩn của phụ nữ Việt Nam bằng những công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới, đảm bảo an toàn và hiệu quả tuyệt đối. Tại thẩm mỹ viện Việt Đức, bạn sẽ có trải nghiệm tuyệt vời ngay từ những giây phút đầu tiên, một không gian điều trị đẳng cấp 5 sao, chuẩn mực quốc tế và đặc biệt là nơi khách hàng luôn được lắng nghe, trân trọng bởi đội ngũ tư vấn viên tận tình, nhiệt huyết và giàu kinh nghiệm. Không chỉ vậy, với vị thế thương hiệu trong ngành thẩm mỹ làm đẹp, chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị sở hữu công nghệ làm đẹp cao cấp nhất và độc quyền đầu tiên tại Việt Nam. Sở hữu đội ngũ bác sĩ, chuyên viên tài năng, giàu kinh nghiệm và được sự cố vấn của các chuyên gia tới từ các hiệp hội y khoa, thẩm mỹ hàng đầu của Đức và Hàn Quốc, chúng tôi cam kết và đảm bảo mang đến khách hàng kết quả điều trị hiệu quả nhất. Với hầu hết phụ nữ trên thế giới, một làn da dạn và chảy xệ sau quá trình sinh nở hay tăng cân là điều vô cùng tồi tệ. Thấu hiểu điều đó, chúng tôi đã có nhiều nghiên cứu chuyên sâu và mang đến công nghệ laser CO2 fractional. Chỉ sau một liệu trình điều trị, bạn có thể tự tin khoe vòng eo của mình, bắp tay hay bắp chân bởi vết dạn đã hoàn toàn biến mất. 15 năm kinh nghiệm trong ngành làm đẹp, tôi rất tự hào khi có thể mang lại vẻ đẹp cho tất cả phụ nữ trên thế giới với công nghệ phủn trắng Nano Aura, tinh chất Gold Nano Collagen. Và càng vui mừng hơn khi tại Việt Nam có một thẩm mỹ viện uy tín, chuyên nghiệp và đủ năng lực để đón nhận những công nghệ hàng đầu này của chúng tôi. Hy vọng thẩm mỹ viện Việt Đức tiếp tục là người bạn đồng hành thân thiết của tất cả phụ nữ Việt Nam. Đến với thẩm mỹ viện Việt Đức, khách hàng sẽ được tận hưởng các dịch vụ làm đẹp với công nghệ hiện đại nhất, hiệu quả và an toàn. Mà khuyết điểm của cơ thể bạn sẽ trở nên hoàn mỹ hơn bao giờ hết với sự chăm sóc đặc biệt của chúng tôi. Không cần tìm kiếm những phương thức làm đẹp ở nơi trời Tây xa xôi, thẩm mỹ viện Việt Đức chính là nơi hội tụ của mọi công nghệ làm đẹp đỉnh cao. Với mọi phụ nữ Á Châu, một làn da sạm màu hay những đốm tàn nhang đổi mồi là một nỗi ám ảnh vô cùng lớn, và làn da trắng hồng tinh khôi là mơ ước và là khát khao. Với thẩm mỹ viện Việt Đức, mơ ước đó sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực, hiệu quả ngay sau lần thực hiện đầu tiên. Máy phun trắng Nano Aura công nghệ hiện đại chuyển giao trực tiếp từ Đức, với khả năng phun nano siêu vi giúp tinh chất Gold Nano Collagen thấm sâu vào dưới da, tác động đều khắp tới từng vùng nhỏ nhất trên cơ thể, giúp kích thích sản sinh collagen và elastin. Da được dưỡng trắng từ bên trong, điều mà không một phương pháp tắm trắng thông thường nào làm được. Tôi có một làn da đen và xỉn màu. Tôi cũng không tự tin về làn da của mình lắm, nên tôi đã biết đến bên thẩm mỹ viện Việt Đức. Thì tôi cũng đã đến và trải nghiệm một cái liệu trình tắm trắng. Tôi cũng cảm thấy rất là hài lòng, da của tôi trắng và sáng ra rất là nhiều. Là hiện tượng thường gặp ở phụ nữ đang mang thai, sau khi sinh hoặc những người tăng cân quá nhanh chóng, dạn da được xem như kẻ thù của làn da và đặc biệt là lấy đi sự tự tin của nhiều phụ nữ. Thấu hiểu điều đó, thẩm mỹ viện Việt Đức tự hào khi sở hữu công nghệ điều trị dạn da hiệu quả, một bước đột phá mới trong ngành điều trị thẩm mỹ da. Công nghệ laser CO2 fractional sử dụng bức sóng 1540mm tác động sâu vào các mô biểu bì, nối liền các sợi collagen bị tổn thương, đồng thời kích thích sản sinh elastin dưới da. Các tia laser CO2 fractional tác động đủ sâu với mức năng lượng đủ mạnh, mang lại sự phục hồi, tái tạo lớp cơ chun, giúp điều trị một cách hiệu quả các vết dạn da và làm da săn chắc trở lại. Hiệu quả rõ rệt sau mỗi đợt điều trị, an toàn, nhanh chóng, thích hợp với mọi loại da, có thể sinh hoạt bình thường ngay sau điều trị và đặc biệt lấy lại vẻ đẹp khỏe mạnh, tươi sáng cho làn da cùng sự tự tin là điều mà thẩm mỹ viện Việt Đức cam kết với mọi dịch vụ của mình. Từ khi mang thai tháng 5, tôi thấy bắt đầu xuất hiện những vết dạn trên da. Sau khi sinh cháu thì cơ thể tôi xuất hiện nhiều vùng dạn nhăn nheo rất là xấu xí và tôi cảm thấy rất là tự ti vì điều đó. Sau khi sử dụng liệu trình laser CO2 fractional của thẩm mỹ viện Việt Đức thì tôi cảm thấy những vùng da đó đã được cải thiện rất nhiều. Đến nay các vết dạn đã gần như là hoàn toàn biến mất. Tôi cảm thấy rất là tự tin và hài lòng. Cảm ơn thẩm mỹ viện Việt Đức rất nhiều. Thẩm mỹ viện Việt Đức còn mang đến rất nhiều dịch vụ đẳng cấp để hành trình hoàn thiện vẻ đẹp của bạn được trọn vẹn nhất. Mang lại sức sống mới cho làn da với trẻ hóa da mặt công nghệ cao, trị sẹo bằng máy laser CO2, trị nám bằng công nghệ hàng đầu thế giới, laser Adaptivity Blue Toning Therapy, thải độc chì và than thải độc da CO2, phi kim và điều trị mụn chuyên sâu, trị dạn bụng, đùi, tay tuyệt đối, triệt lông vĩnh viễn. Tôi biết đến thẩm mỹ viện Việt Đức qua một người bạn. Tôi sử dụng liệu trình phi kim, cũng liệu trình buổi thứ hai. Tôi cảm thấy da rất là căng bóng và mịn màng, và không còn những cái lấm chấm đen
nếu da là căng, mịn và mụn cũng đã hết. Dấu hiệu của tuổi tác, da tôi bắt đầu xuất hiện những vết nám. Dù dùng rất nhiều loại kem đặc trị nhưng mà cũng không có kết quả. Có một người cháu đã giới thiệu tôi thẩm mỹ viện Việt Đức với những thiết bị tốt và trị nám rất hiệu quả. Quả thật, sau vài lần điều trị, những vết nám đã mờ hẳn đi. Tôi rất yên tâm với những công nghệ, sự phục vụ tận tình của những chuyên viên của thẩm mỹ viện Việt Đức. Với sứ mệnh trân trọng và nâng tầm nhan sắc phái đẹp, chúng tôi cam kết mang lại những dịch vụ toàn diện. Thẩm mỹ viện Việt Đức, người bạn đồng hành tin cậy trên hành trình hoàn thiện nhan sắc và lưu giữ tuổi thanh xuân. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Thẩm mỹ viện Việt Đức, địa chỉ 68 Trần Đăng Ninh, Kéo Dài, Cầu Giấy, Hà Nội, hotline 09 4321 1929, 08 8686 1929.